một vẻ đẹp ai cũng phải ngước nhìn nhà đẹp kim thủy mến chào của chú và anh chị đây là ngôi nhà mà sổ hồng riêng của chú và anh chị nghe giá rẻ bất ngờ luôn á nhỉnh đầu hai thôi nhưng mình được căn nhà diện tích rộng rãi và nằm trong một cái khu dân cư mới đường ô tô đến nơi và sân đậu ô tô nữa những cái căn nhà mọc lên đẹp đẹp không à nhà mình thì gần khu công nghiệp cầu tràm hướng từ chợ bình chánh vào đường đinh đức thiện ngang nhà mình rộng rãi đến 4 mét rưỡi dài cho 24 m một trệt một lầu 3 phòng ngủ 3 phòng vệ sinh và một phòng thờ thiết kế mẫu mới hiện đại sang trọng phía trước nhà mình có một cái bồn trồng cây dễ thương nè khu nhà mình rất là an ninh và không bị ngập nước với pháp lý sổ hồng riêng nên sẽ bàn giao là điện nước riêng có một cái khoảng sân trước rộng thoáng đậu xe ô tô được luôn đó có bồn trồng cây xinh xinh nữa cô chú và anh chị đã tìm hiểu nhà bao nhiêu lâu rồi ạ à? nhà đẹp kim thủy với cách tư vấn rõ ràng và review chân thật nhất đảm bảo cô chú và anh chị xem nhà bên kim thủy không mất thời gian và với căn nhà hôm nay giá tổng 2 tỷ 200 triệu không phát sinh mẫu nhà hướng tây nam ạ à? đây là thuộc tây tứ mệnh của chú và anh chị họp hướng nào và tìm tầm tài chính bao nhiêu kim thủy sẽ tư vấn cho cô chú và anh chị rõ ràng cụ thể trước khi đi xem nhà đi xem nhà nào là đúng nhà đó cách thiết kế phòng khách rất là sang luôn từng những cái thanh thể gỗ ốp vách BBC một cái kệ tivi nhà mình thì chưa có nội thất nha cô chú và anh chị mình đã lên ý tưởng cho ngôi nhà này cô chú và anh chị đã sắp đặt nội thất như thế nào chưa với phòng khách thì quá sang rồi tiếp nói như mình là khoảng không gian phòng bếp nữa và có phòng và ngủ dưới tầng trệt nữa đây là một trong những căn nhà sổ hồng riêng đẹp mà giá rẻ này hiếm hoi lắm cô chú và anh chị Chắc đây là một ngôi nhà mà cô chú và anh chị phải nhanh mới kịp luôn á Khu vực này ha, vừa ra đời căn nào là được cô chú và anh chị đón nhận nhanh căn đó thôi Nhà đẹp bên Kim Thủy được cô chú và anh chị khách trong nước nè, khách nước ngoài nè, đón nhận nhanh Vì Kim Thủy đã tư vấn rõ rồi, mình đi xem nhà nên đã giữ nhà cho mình mau lắm và căn nhà này còn sót lại cũng giai đoạn 1 á sắp tới còn những cái giai đoạn bên ngoài nữa. Giá của những căn sau này á, sẽ nhỉnh hơn 1 đến 200 triệu nên cô chú và anh chị đây là còn căn còn sót lại của thời điểm này nè, mình nhanh mới kịp mới còn căn nhà giá trị này rẻ nữa. Và đặc biệt căn nhà mình tiết trọng và có thiết kế đầy đủ công năng cho gia đình mình ở được nhiều thế hệ. Đây phòng ngủ tiện ích tầng trệt có gạch ấp tường sạch nè. Với chi tiết ngôi nhà mình á, lung linh lắm. Từ tất cả các quận huyện cô chú và anh chị đi theo tuyến đường quốc lộ 1A nha, qua cầu Bình Điền luôn, qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Đến chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện Đến ngôi nhà này là gần khu công nghiệp Cầu Tràm Một cái vị trí rất là dễ tìm kiếm Và di chuyển về trung tâm gần lắm Khu này ngày càng phát triển nhà rất là nhiều luôn cô chú và anh chị Nhà nào ra là bán hết nhà đó thiệt luôn á Và với đây căn nhà của mình á, là một trong những căn nhà xây tường móng riêng Mẫu thiết kế hiện đại sang trọng cho cô chú và anh chị có mức giá sổ hồng riêng giá rẻ trên thị trường Và với giá này cô chú và anh chị chỉ cần có trong tay từ 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 nha Phần còn lại sẽ được ngân hàng cho vay trả góp dài hạn Sổ hồng có sẵn rồi, muốn đi công chứng lúc nào cũng được để nhận nhà ở ngay Sổ là full đất ở thổ cư lâu dài Cô chú và anh chị đã tìm hiểu nhà trên kênh này Kim Thủy với thông tin rõ ràng chi tiết cụ thể thể xem nhà đúng nhà đúng giá không mất thời gian từng những cái ốp gạch của căn nhà của mình nó chỉnh chu với chi tiết lên lầu 1 khi mình lên nó sẽ có một khoảng không gian thờ liền luôn phòng thì kim thể thấy cũng thấy rộng thoáng lắm rồi trần thì cao những cái đèn lon thắp sáng đầy đủ lung linh với hai căn phòng ngủ trên đây sẽ có phòng vệ sinh trong phòng ngủ tiện ích nữa và căn phòng á phía trước thì có ban công trước còn căn phòng phía sau thì có ban công sau nữa đây phòng vệ sinh thì đầy đủ trang thiết bị cần thiết mới và sạch sẽ Căn phòng thì quá rộng luôn Đặc biệt có ban công sau này thích nè Cửa sổ và cửa bước ra nữa Nên ngôi nhà mình á lúc nào cũng thông thoáng Mặc dù hướng Tây Nam nhưng cô chú và anh chị bước vào căn nhà của mình rất là thoáng mát Xung quanh là môi trường sống xanh sạch đẹp Phía sau thì cũng có người dân ở đông đúc hết rồi Nơi ở không có sợ vắng vẻ bị buồn Đi chợ cũng gần khoảng tầm 7 đến 800 mét là ra chợ trung thành khu công nghiệp cầu tràm Còn trường học xung quanh đây không thiếu gì hết Bách hóa xanh, điện máy xanh, khu vui chơi, ăn uống đặc biệt ở bệnh viện sắp triển khai nữa Cô chú và anh chị ở đây ha, mình tiện ít rồi Nhưng mình nếu mình có nhu cầu mình đi làm mới tới đi lui thì mình đi khoảng tầm 30 đến 35 phút tùy theo vị trí. Với cái giai đoạn này Kim Thủy còn một căn này thôi nhanh mới kịp của chú và anh chị ơi số tay em Thủy có để trên màn hình đó có số zalo nữa nếu cô chú và anh chị không có tiện gọi kim thủy nha kim thủy sẵn lòng tư vấn cho chú và anh chị lúc nào cũng được để đến xem những căn nhà mình thấy phù hợp và chi tiết ngôi nhà hôm nay còn căn phòng ngủ hướng ra ban công trước có phòng vệ sinh trong phòng ngủ nè trang thiết bị cần thiết mới rất là sang và phòng này cũng bao rộng luôn Một cái cửa chính và một cái cửa bật nữa đây phía trước nhà mình đây cô chú và anh chị thấy nơi của mình ở yên bình à, đông lắm khu này là khu dân cư mới cô chú và anh chị phân lô phân lô như thế này nè và xây dựng nhà sẵn cho chú và anh chị về ở ngay luôn mình không có thời gian xây nhà thì để nhà đẹp kim thủy lo với cách thiết kế nó sang trọng, hiện đại, kiên cố và chắc chắn cho mình một ngôi nhà an cư lý tưởng tuyệt vời cho nhiều thế hệ. Với căn nhà mình ngang 4,5m dài cho tới 24m, một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh và một phòng thờ. Sổ hồng riêng, sổ này sau này cô chú và anh chị hoàn công được nha Và giá trị tổng căn nhà mình là 2 tỷ 200 triệu không phát sinh Mẫu nhà hướng Tây Nam một căn duy nhất nè còn lại của giai đoạn này nếu mà giai đoạn sau thì giá trị sẽ tăng lên một trăm đến hai trăm triệu lần á cô chú và anh chị chờ đón để mình có những cái mẫu nhà mới thêm nha và đây công trình còn sót lại cho cô chú và anh chị mức giá rẻ hơn thị trường với cách thiết kế nhà mình không gian nào cũng đẹp cũng lung linh cả cô chú và anh chị tìm nhà bao nhiêu lâu rồi ạ à? chắc chắn kênh này kim thủy với cách tư vấn rõ ràng cô chú và anh chị không mất thời gian đi xem nhà đâu và với căn nhà hôm nay giá tổng hai tỷ hai còn bớt lọc cho cô chú và anh chị còn nếu chưa đủ tài chính có ngân hàng cho vay trả góp dài hạn của chú và anh chị yên tâm, xem nhà được Kim Thị sẽ tư vấn cho chú và anh chị rõ những cái giấy tờ cần thiết nha. Tất cả các quận huyện cô chú và anh chị di chuyển theo tuyến đường quốc lộ 1A, con đường huyết mạch rất là dễ đi rồi. Qua chợ Bình Chánh luôn, đến đường Đinh Đức Thiện và nhà mình thì gần khu công nghiệp Cầu Tràm, một cái khu vực đang phát triển nhà rất là nhiều, mặc dù ngoại thành thôi nhưng mà ráp tranh thành phố nên cô chú và anh chị nhanh chóng để mình đi làm đi tới đi lui cũng được. Nhà đẹp Kim Thủy mến chúc cô chú và anh chị khách hàng gần xa nhiều sức khỏe và sớm có nhà như ý. Đặc biệt căn nhà hôm nay đang tìm chủ nhân có duyên nhất ạ. À.